Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay khoahacre24giờ.com. Tôi Hữu Bộ xin chào lắng cho anh em. Tôi Mạnh Màu Mè chào lắng cho anh em. Tôi Cọc Seven chào lắng cho anh em. Tôi Tô Lâm chào lắng cho anh em. Hôm nay vì đặc biệt là có tên mới, hãy quên Mạnh ở quá khứ đi, giờ là của thực tại. Mạnh Màu Mè bắt đầu từ cả từ nay. Vậy là Mạnh đã đổi tên các bạn ạ. Chủ giờ từ nay trở đi sẽ gọi Mạnh là Mạnh Màu Mè. Okay, không nói nhiều nữa, mình sẽ quay trở lại với chủ đề chính của clip ngày hôm nay. Thì hôm nay anh em mình sẽ thưởng thức thử một cái món gọi là món thịt ngựa gác bếp. Mình không nghĩ thịt ngựa người ta cũng mang đi gác bếp, nhưng mà mình có quen một người bạn ở trên Sapa, bên trên núi rừng Tây Bắc ấy. Thì hôm giới thiệu với mình là có thịt ngựa thì mình đặt thử và hôm nay mình sẽ ăn thử xem cái món thịt ngựa này có ngon hay không. Ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem số thịt ngựa mà anh em đã mua. Nếu các bạn mà thấy clip này của mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là 1 kg thịt ngựa gác bếp mà mình đã mua các bạn ạ. Thì đây là 1 kg thịt ngựa gác bếp này. Còn bên này là mình mua thêm nửa kg thịt trâu. Thịt trâu này thì mình mua về để xong ăn thử được hai thứ này luôn, tức là ăn vừa ngựa vừa trâu để xem cái món nào sẽ ngon hơn. Thì ở đây có logo này các bạn này, logo thịt ngựa gác bếp này. Còn bên này thì là thịt trâu gác bếp này các bạn thấy không. Thịt trâu gác bếp và thịt ngựa gác bếp. Bây giờ anh mình sẽ phải mang đi để anh mình hấp cách thủy khoảng độ 1-2 phút gì đấy. Mạnh thử cắt miếng thịt ngựa này ra anh xem nào. Như mình nhìn thấy ấy, thì cái miếng thịt trâu này, cái miếng của nó rất là dài và rộng, nó to ấy. Còn cái miếng thịt ngựa này có vẻ bé hơn. Ở bên trong mỗi cái túi thịt khô này là có một cái túi để làm gia vị nước chấm này các bạn này. Đấy, gia vị chấm này, đây, cái túi như này này. Đây nó là cái gì chầm chéo hay là cái gì mình cũng không nhớ rõ nữa. Đây các bạn này, logo và cái chữ thịt ngựa gác bếp này, đây, đặc sản núi rừng đấy. Em thử miếng nhá. Thử miếng á, thử không biết có ăn sống sợ nó cứng ấy. Em bỏ một miếng ra xong để thử đập thử. Đấy, thấy mềm mà. Anh thấy mềm mà. Đây các bạn này. Miếng thịt ngựa nó như này này. Đó. Bây giờ mạnh thử đập trong ăn thử nào. Đập sơ sơ qua cho nó tơi tơi mà. Em thử nào. À đây các bạn ạ. Mình quên nãy chưa nói giá cho các bạn. Thì mình mua thịt ngựa gác bếp này là 1.000.000 1 kg các bạn ạ. Còn thịt trâu gác bếp này hiện tại mình đang mua là giá 800.000 1 kg. Bây giờ Mạnh sẽ ăn thử một miếng thịt ngựa gác bếp mà chưa gọi là chưa hấp qua cách thủy để cho nó mềm, như mình nhìn thấy nó mềm rồi. Thế nào? Trước em được ăn thịt trâu rồi đúng không? Thế thịt ngựa này thế nào? Khó táo quá. Cứ tưởng trước thì rồi xem nó như thế nào. Nhìn miếng khá là ngon các bạn ạ. Sau khi đập ra này, nhìn miếng thịt ngựa này. Bởi vì mình nhìn thấy nãy mình có sờ thử ấy, cái thịt ngựa này rất là mềm, còn thịt trâu có vẻ cứng hơn các bạn ạ. Nên mình mới bảo Mạnh đập thử ra. Nhưng mà cái mềm này thì như thịt bò ấy. Thịt bò. Thế là bây giờ phải đi hấp cách thủy qua đã, xong rồi tí cho tất cả mọi người cùng thưởng thức rồi mới biết cái cảm giác thật, gọi là cái hương vị thật của cái món thịt ngựa này. Đó, đi thôi, anh em mình mang đi để hấp qua cách thủy thôi. Cái miếng tròn tròn này là miếng thịt ngựa này các bạn này, còn cái miếng này là miếng thịt trâu, bởi vì sao không biết là rất là cứng, và thịt ngựa thì có vẻ mềm hơn này. Em thử cảm nhận xem phải không? Đúng rồi. Đó, thì bây giờ anh em mình sẽ cho vào để hấp thôi. Đây mở ra để cho vào để hấp đi. Anh em mình cho đuốc sủi trước rồi. Đấy, thả giữa rồi. Hấp giữa. Rồi, cho miếng thịt ngựa lên. Rồi, để vùng lại chỉ tầm 1-2 phút là mình bỏ ra thì mình giã và thưởng thức thôi. Trong lúc chờ thịt trâu và thịt ngựa được hấp chín thì anh em mình sẽ đi pha một chút nước chấm. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một bát tương ớt này. Còn đây là cái túi sau khi mà mua sẽ gửi kèm bên trong túi thịt khô đó các bạn ạ. Vừa thôi em. Rồi cho thêm một chút ớt cho tê tê. Và một chút chanh, lửa quả chanh và một chút nước sôi vào rồi đảo lên. Đã có một bát nước chấm siêu thần thánh rồi. Kỹ thuật các nước hơi kém nhé. Kém. Rồi em cho một chút nước vào. Thôi. Mạnh đảo lên xem nào. Thử chấm, thử lếm, thử một chút gia vị này xem nào. Như nào? Cay vãi. Thì bây giờ anh mình sẽ ra để vớt thịt ngựa và thịt trâu ra để bắt đầu thưởng thức thôi. Bát nước chấm siêu thần thánh đây rồi.
Anh em mình sẽ, bây giờ sẽ vớt ra thôi. Ủa, bốc khói rồi. Bạn xem nó mềm hơn chưa nào? Ấu, nó quá mềm. Mềm hơn. Mang ra đây anh em mình đọc thôi. Bây giờ anh em mình sẽ giã ra, nhưng mà để đánh dấu được sau khi mà anh em mình xé ra đâu là thịt trâu, đâu là thịt ngựa, thì anh em mình sẽ để thịt ngựa ra cái lá rong này, còn thịt trâu ra cái đĩa kia, bởi vì sợ hai cái hai món nó giống nhau tí không nhận biết đâu là thịt ngựa, đâu là thịt trâu được. Lao đập đi em. Thế. Nhìn thấy dễ xé hơn vừa nãy còn chưa hấp không? Dễ nhiều. Nhìn thứ toàn này. Tách theo thứ. Nhìn rất là ngon luôn. Wow. To vậy chưởng. Xé ra nó khác thành nhỏ thôi. Vậy là như mình đã xé xong rồi các bạn ạ. Thì mình cứ tưởng là khó phân biệt, nhưng thực ra thì cái màu của thịt ngựa thì nó nhạt hơn, và màu thịt trâu nó đậm hơn, nhìn đỏ thì rất là ngon luôn. Nhưng không biết là thưởng thức hai món này nó như thế nào. Anh mình đã chuẩn bị hai món sẵn đây rồi, anh em sẽ thưởng thức và cho cảm giác so sánh thử xem ăn thịt ngựa ngon hơn hay là ăn thịt trâu ngon hơn. Và dùng một chút bia thì tuyệt vời luôn. Nào, thưởng thức đi. À còn Mạnh thì không được uống bia các bạn ạ. Nước ngọt thôi. Em cố là em sắp đủ tuổi uống bia. Nào thử thức đi. Thịt trâu trước nha. Ừ, em thử thịt trâu trước đi. Chấm cái này em nè. Mời các bạn nè. Thì mời các bạn. Bạn ăn thịt trâu thịt ngựa đây. Tôi thịt ngựa. Mời các bạn nha. Cố ăn thịt trâu thịt ngựa. Em ăn thịt trâu. Lần trước còn chưa được ăn thịt trâu bao giờ. Hôm nay thì đã được ăn thịt trâu rồi. Và được ăn luôn cả thịt ngựa góc bếp luôn. Phải nhai một tí cảm nhận nhá. Nhai hết rồi. Như trứng. Bật bia đi bạn. Ngựa ngon hơn. Thế nào á? Ngon hơn. Ngựa ngon hơn á. Nhưng mà anh nhìn thấy có vẻ thịt trâu nhìn bắt mắt hơn. Nhìn màu đỏ này các bạn này. Thịt trâu nhìn màu đỏ nhìn đẹp hơn. Thịt ngựa có vẻ nhìn nhạt hơn đấy. Thử miếng thịt trâu. Mời các bạn nha. Mát vãi. Bạn thấy thế nào rồi Lâm? Tôi thấy hình như cái thịt trâu này nó không ngon bằng cái thịt ngựa. Lần đầu tiên tôi được ăn thịt ngựa. Ai là lần đầu tiên? Là thịt ngựa gác bếp. Lẩu ăn các thứ thì anh ăn nhiều rồi. Cày vãi. Giờ mới biết là có món thịt ngựa gác bếp. Tôi cũng mới biết mà, thì tôi mới mua về đấy mình ăn thử lần đầu ăn xem như thế nào. Em cứ tưởng là chỉ có thịt trâu nó thịt ngựa gác bếp được. Thịt bò gác bếp cũng có. Thịt bò gác bếp à? Đấy nó là thịt ngựa đó. Thịt cá ăn có rồi. Ít nữa thì có thịt vòi gác bếp. Cay quá. Có em thấy nào? Em cảm giác là thịt ngựa nó mùi hơn này. Nhưng mà nó lại không dai bằng thịt trâu. Thịt trâu nó có tiếng dai từ xưa rồi mà. Không phải là nhìn thịt trâu bắt mắt hơn. Thịt trâu nó màu đẹp đúng không? Màu đỏ đỏ. Màu đỏ đỏ kiểu gần như kiểu đỏ tươi đấy. Cái vậy. Cái này mà không nhìn màu bên ngoài mà nhìn ở giữa nhìn như kiểu mực khô. Nước cay. Nhưng mà ăn thịt ngựa vẫn ngon hơn. Cay quá. Trông gì mà cay đây. Nó lại cảm giác một cái mùi vị nó hơi lạ lạ một chút. Lạ hơn là chấm cái này. Chấm anh thấy chấm đúng chất của nó là phải chấm cái nước chấm này này. À. Đấy, thì nó có kiểu một chút cái cay. Cái nước chấm này nó không phải là cay của vị ớt. Nó tê tê kiểu như là
Hạt dối mắc khén. Một tây tê. Tôi ăn thịt ngựa ngon thơm hơn. Anh cứ đang nhai thịt ngựa lại đổ thịt trâu, không lại nhai thịt trâu đổ thịt ngựa. Xong lại chấm nước chấm, xong lại chấm chả, xong lại chấm tương ớt. anh có sợ tí mùi vị nó kiểu như là vào trong nó đảo lộn không anh? Vào uống dạ dày. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món thịt ngựa gác bếp và thịt trâu gác bếp cùng anh em thôi. Nhưng mà trước tiên phải bật cái này ra mới được. Tại vì ăn mấy cái thể loại này mà không có một chút này thì nó... Ăn gì đấy? Chấm nhanh một... Thôi, có em cứ gì đi để anh dừng rồi đã bán này. Mình mời tất cả mọi người nhá. Ngon. Mời các bạn nhá. Ngấm cay thịt trâu chứ chấm gì tôi sẽ em thưởng thức thử xem ạ. Thịt ngựa thịt trâu khác nhau rồi. Đấy, anh cứ cho ăn thịt trâu thịt ngựa này em phải không anh à. Còn cho em ăn tôm sao em? Mình ăn cái này ăn mạnh luôn. Để chuyển sang thịt ngựa nhỉ. Đây, sẽ to thế. Thực sự sau một hồi mình thưởng thức giữa thịt ngựa và thịt trâu ấy, thì mình không biết là mọi người đã được ăn thịt ngựa gác bếp chưa. Nhưng mình cảm nhận thấy ấy, thịt ngựa thì có vẻ ăn nếu mà để mà ăn thì không dai bằng thịt trâu. Nhưng mà lại có một cái vị gì đó nó rất là khác lạ luôn đấy. Còn thịt trâu thì dai thì từ ngày xưa đã có tiếng là thịt trâu dai rồi các bạn ạ. Còn không biết là cảm nhận của anh em thế nào thôi. Cay quá. Em bây giờ cảm nhận chỉ thấy là cay thôi ạ. Nó chấm lẫn lộn là cả thịt trâu với cả thịt ngựa lại chấm lại sang này lại sang này sang này lại sang này xong lại lên đây lại sang đây sang đây sang đây. Tổng hợp. Em thì em thấy hai cái bạn này. Bạn thử cho các bạn biết cái cảm giác là ăn thịt trâu và thịt ngựa nó khác nhau như nào này. Cảm giác tôi như ăn thịt ngựa nó thơm hơn và nó hơi đậm hơn. Ừ, đúng rồi, tôi cũng thấy thịt ngựa hơi đậm. Ăn cảm giác nó đậm hơn, nếu mà ăn thường thì không chấm. Bạn thì sao? Em thì... chỉ thấy cay. Cay. Ngựa nhìn này, khô lắm. Trâu mày nhìn được cảm giác ướt ướt, nhìn màu mè hoa lá cũng được. Hợp với mạnh màu mè. Còn thì sao? Em thấy cái thịt ngựa này. Nó... Em lúc em ngửi em thấy cái mùi của nó. Cái thịt ngựa này mùi nó không được mát bằng thịt trâu. Nhưng mà nhai lại bùi hơn. Nhai càng nhai càng kỹ lại càng bùi. Nó cảm giác nó mới lạ hơn là thịt trâu. Nếu thịt trâu mình nhai mà. Nghe nhở? Cầm thấy nó mát hơn. Mà thịt ngựa vẫn thích ăn thịt ngựa hơn. Đắt hơn này, một phần là đắt hơn. Ừ, thịt ngựa sẽ đắt hơn. Lạ mồm ăn ngon hơn. Đấy là ăn bao giờ đâu, mày lần đầu tiên. Vậy là sau một hồi anh như mình đánh chén thưởng thức cảm nhận giữa thịt ngựa và thịt trâu gác bếp thì ba anh em đã cho các bạn biết cái cảm giác giữa thịt trâu và thịt ngựa ăn nó như thế nào rồi. Bây giờ mình sẽ không làm mấy. Các bạn lên lúc ai muốn thử thịt ngựa các bếp hoặc thịt trâu các bếp thì các bạn có thể để lại số điện thoại ở bên dưới video để anh em mình ship nhá. Sao số điện thoại địa chỉ chứ? Địa chỉ cho số điện thoại để anh em mình có thể ship cho các bạn. Mình sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa, mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này có như mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like và một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh như mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh như mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.